Chào mọi người, mình là Thư đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một địa chỉ ăn hải sản cực ngon. Chính là nhà hàng buffet hải sản Kiều Vân Long ở 302 Cầu Giấy. Giá buổi trưa ở đây là 338.000, nhà mình thêm 100.000 để ăn suất có cua. Giờ thì cùng mình đi lấy cua nào. Mình đã chọn cua sống ở quầy và đưa cho nhân viên sơ chế. Mình để ý là cua ở đây thì con nào cũng to béo chắc nịch luôn nha mọi người. Có một lưu ý nhỏ cho mọi người đấy là mọi người đi lấy cua thì nhớ cầm theo thẻ cua xinh xinh đấy nha. Một điểm cộng cho bạn nhân viên ở quầy cua vì quá nhiệt tình luôn á. Đây là tôm càng xanh, tôm ở đây thì con nào cũng to và tươi lắm ý. Mà mình thấy là quầy hải sản này đồ lên liên tục không phải chờ lâu. Lấy xong tôm cua rồi thì mình đi lấy một ít ghẹ. Nhìn ghẹ con nào cũng to mà nhìn chất lượng thì khỏi chê luôn. So với những chỗ khác thì tôm với ghẹ ở đây khá là ngon. Đi lấy thêm một ít sushi nữa nào. Quầy sushi và sashimi thì được làm trực tiếp ở quầy luôn này. Đi một vòng thì thấy có đủ các loại hải sản như là ốc, ngao, bề bề, còn chế biến đủ các kiểu nữa. Đồ nhúng lẩu và đồ nướng thì hết sức đa dạng, từ thịt cho tới hải sản. Phải nói là hải sản ở đây cực tươi luôn. Lúc mình đi vào thì mình có để ý thấy có một cái bể hải sản ở ngay trước cửa nhà hàng. Ngoài ra menu thì còn có dim sum, đủ các loại đồ chiên, cơm, mì. Chưa hết đâu ạ, còn có đủ các loại salad, tráng miệng. Hai bé nhà mình thì cực mê bánh ngọt với chè ở đây. Ăn xong lại còn có cả một quầy kem nữa. Thêm một lưu ý cho mọi người đấy là nếu như mọi người sợ ngấy thì có thể chọn nhiều salad vào và hạn chế những cái cơm, mì hoặc là đồ chiên. Nhà mình lấy một bàn ú đầy đủ các món luôn, nhìn có hấp dẫn không nào? Ui, phải nói là đồ đây cực ngon luôn nha. Không gian thì còn rộng rãi, sang trọng. Nhân viên cũng nhiệt tình và dễ thương nữa. Mình đánh giá khá cao với chất lượng ở đây. Chắc là lần sau nếu như có quay lại thì mình sẽ rủ thêm một số bạn bè đi cùng. Buffet hải sản tuyệt vời như thế này thì mọi người nhớ ghé Kiều Vân Long để ăn thử nha. Giờ thì mời mọi người cả nhà mình ăn đây ạ. Bye bye.